Ngồi đây chút xíu chắc nắng lên ha. Gác ngồi đỡ hả Út? Chứ đây chút xíu nắng lên đâu có chịu nổi. Ngồi đây mà mồ hôi còn đổ mà. Dạ. Không có cây nóng hơn hả? Dạ. Hồi nóng hơn đây hả? Bữa nay không có gió ta. Chắc giờ này mấy gì cũng nấu xong hết rồi. Dạ. Chị em chú bác hơn. Ở đó chụp hình đó, anh nói chụp hình giống Phương dĩ ta hai chị em giống. Dạ. Mẹ về Phương giống nhiều. Sao? Tôi lên. Sao chịu ngoại mà không chịu mẹ? Ăn phải đâu mấy mâm. Sao mâm? Giá mâm hả? Vậy mà không cho tôi ăn đó hả? Mới gặp trệt. Nó nói không dám 10 năm. 10 năm thì mấy nhà gần không mời thì ta chịu đi chết. Ừ, mời thôi khỏi đi cảm ơn. 10 vậy hả? 10. Dạ, 30. 10 có hả? Ở Long Hưng. Ở Long Hưng. Dạ hả? Con. Nay khỏe không bà Mười? Khỏe con. Dạ. Nho gì cũng đây. Bà ai chở bà Mười lên? Cậu Tèo hả? Món xào á Út? Mực xào. Còn rau sống ăn cái gì vậy? Rau sống ăn với heo rừng. Dạ hả? À, heo rừng. Thầy thầy không ha? Dọn đâu thưa đám cưới ha? Mười mang nho cũng được. Mười nay nhà hả mười? Nhà. Bữa nào chạy lên rồi mười bữa xin. Dạ, bữa nào lên nhà mà mười chơi lâu lắm rồi. Không có dạ. Lên nhà đâu. Với đâu mà mười? Đâu quán á. Ở nay mà mười ở quán hả? Ở Long Hưng hả? Lâu lâu chạy về chứ không. Quán ở quán ở nhà ba Thế Tấn hả? Ừ. Vậy là bữa nào ghé bữa nào đi ra. Ăn cháo má heo. Mấy người ta nên ma. Về nhà đóng cửa hả mà mười? Dạ. Yeah. À, buồn quá ha. Nhà đóng cửa. Lâu lâu mới về hả? À, không có ai ở nhà hả không? Mình nó không chờ. Dạ. Dạ. Phải rồi. Ta coi chờ cho. Nam ơi. Bóng. Mời mang nho lên cúng bà Tư. Sơn với mẹ anh ai đi ăn dỗ nhà ai? Chờ đâu có chỗ đâu để. Để con mẹ luôn. Để cái bên đây ăn dỗ bà Tư là bà cô của mẹ. Sơn kêu bà Tư. Nhắm ra vậy. Nói gì Sơn? Nó không biết ăn dỗ ai. Đợi bữa rồi mới đi đám dỗ bên nhà bà Tư là đám dỗ ông Tư. Tới ta. Cao quá ha. Sắp tốt chưa? Chưa. Nè, tôi cho mày 3 cây nha. 3 cây đi. Cây được rồi 10. Bàn thờ cao quá mà làm cái đôm cao nữa mẹ cấm không tới. Cao quá là sao 10 tập tới luôn nữa. Nhớ nhón nè. Cao đẹp ha. Cao quá. Để cái cao nè. Cao này có cái nè. Mẹ có cái cao nè mẹ. Chứ thầy không có cái này để dưới thì được. À. Đây khoan. Cao quá. Đúng. Đúng. Kẻ. Con mười chắc đốt tới, con đốt không tới. Mà tao kêu ngay đâu mà không cái mày. Nó cái đây. Không tới thì. Ta chừng leo cẩn thận. Dạ mẹ mẹ đốt chấm giùm. Dạ. À, con xin chào cả nhà nghe. Bữa nay mình với má Năm qua dỗ của bà Tư. À, bà Tư là cô ruột của mẹ ha. Vừa rồi là mình đi đám dỗ của ông Tư. Nha.
kìa, sao đốt nhang nó cứ đèo chết luôn. Nó đâu tới nó cũng lụng mà. Để sẵn ghế cao đó đốt nhang. Ôi, thế là cái bàn thờ kê nữa nè. À. Cái tủ kê lên cả khúc nữa. Dạ. Dạ. À, một mâm lên bàn thờ với một mâm đất đai thôi mà. Đúng rồi nè. À, mấy cậu cũng là thịt là tàu, nhân gà, cháo xào, cơm luộc, còn heo rừng đồ xào xào chưa đem leo nữa. Dạ. Ở dưới nấu xong rồi. Xin cái bàn này là bắt ghế cao đó, nó xin này bàn thờ thờ bà hả? Ông thờ bà. Nãy có tôm cá gì không vậy? Không, hôm nay thì mới thả lỗ không nha. Dạ. Có cá cua. Dạ. Để xem làm được quá. Có cơm gửi đi xa cực quá. Đây nó nước á. Dạ. Chừng nào bắt không được cơm cá cua thì tới thì làm. Dạ. Cái tới thì có máy là đi mua. Dạ. Nó quá. Để xuống coi mấy gì dọn tiệc nè. Ở rồi sao hè mát hơn nè. Hả? À. Về nào vậy? Em mới tới. Tiết chở hả? Có coi nè. Coi tivi hay điện thoại? Coi tivi thì đẹp hơn, tẩy bự hơn. Thấy vui không? Có con tôi đi mời đám giỡn nữa. Dạ. Có con chị Năm đi mời đám giỡn nữa. Đi nhà thằng Sư Hạ đi nhà ông Cốt hả? Cười cả. Này cháu gà hả chị? Cháu đầu nè, đỏ. Cho nó quay cái đồ đỏ đỏ đồ nè. Đâu sao hả? Con cái gì hay? Sao hả? Suốt ngày đó hả bà mời? À. Khách ghé là cứ bán. Bỏ từ ấp trung về nhà. Ba mới có vài năm nay cô ba yếu chứ còn hồi kia có ba mày nữa. Ba mày người tộc đó. Mày coi lại đi, bắt phim nó mấy năm còn ai hết rồi. Nó chứ còn mẹ măng. Sáu nè. Nè nó mây nè. Nên gọi đám cưới Úc Khanh. Quay cái phim cũ của nó lại sao qua. Qua một ngày luôn chưa hết luôn. Sao qua. Thôi dạ. Giỡn ở nhà mà đám dỗ mà đám gì mà. Đám gì mà chị ba mà nó cà ri dê đó. Dạ. Bữa đó quay say. Rồi chơi là chị chính nhắc về rồi chị phải bộ về. Chị phải đưa một chắc gân vô cho. Chị ba nấu rồi cái chị ba nấu rồi con vậy lên coi á, ghi là đám cưới Diễu Khanh á, à, đám cưới Diễu 15 á là có cái video hồi xưa con có đăng lên. Dạ. Để quê là trong nhà nấu ha, à, bắt mâm. Ở trong đây mát rồi, ngoài kia mấy
mấy ông mấy bác không chịu vô, ngồi dưới gốc cây. Mâm này cúng xong rồi giờ dọn số. Không chịu. Dạ, nhắn bự quá ăn rồi sao hết vậy? Để nhiều mà để từ nhà không mà con. Dạ. Thấy miếng này bằng 1.5 miếng mình hay đãi không? Đó này cứ xem. Từ lên tuổi, từ lên 1 tuổi. Và lên hơn nhà nhà. Được rồi vừa. Dạ. Tới nhà mà quá Chinh là cái tuổi vậy đó, Chinh với ông Thu Gô với Diêm, dạ, Tư Nữ Ngọ nè, rồi cái tới thằng Phụng tuổi Thanh, thằng Minh tuổi Dậu, rồi tới Chinh tuổi Kỷ. Chị Năm ơi, chắc gì vậy? Vậy ông không chết thì chị đó. Rồi lên lên cho đủ. Vì hai đô nên là bảy. Lên đi, lắc đem cho nó ngồi. Bà lên, bà lên đi. Để cho mấy người lớn, mấy người lớn ngồi đi. Bây giờ mình là người lớn rồi đó. Bây giờ nữa mà người vô chứ còn nhớ mình luôn. Rồi dốt vậy. Rồi dốt không đi ha dốt. Bán hả? À? Nhiều cái nữa thì đi không à. Đây với gì nữa ai đúng thì bán hết rồi. Lúc nợ ru trốn nợ. Dạ. Đi nhà đi. Đâu nữa. Đi sao mày đặng đi chị Năm ơi. Thôi nữa. Mày lên. Đi đi. Ngồi chị cháu qua. Sáng đồ lên. Rồi. Rồi. Ăn hết rồi. Còn ghế nè. Quanh ngồi đi quanh. Dậy rồi ăn mời. Mặt dài. Chơi. Này cháu gà trước hay gì? Út ngồi đi út. Hết rồi. Mâm này thì bà. Rồi mâm thì cao bà. Đây nữa. Vô luôn đi. Ngồi đây nữa. Út còn ghế nữa. Út xuống đây luôn cho. Còn ghế. Còn ghế nữa. Thôi ngồi đi cho rộng chút đi. Bà nhỏ. Nhỏ biết chuyện quá trời ta. Mấy bà nhỏ hả? Mấy bà nhỏ cho mấy bà nhỏ. Mấy bà nhỏ. Út này nhỏ chứ biết chuyện quá trời. Bà không? Út. Bà con. Bà này có cái mối trọng. Bà đi. Dốt 18 ha. Ngon lắm rồi. Mày chắc chứ chắc tao nó hết cạn vô ha. Cũng đâu rồi nào dạ. Ở đâu dốt? À thôi con không có nhậu. Con uống cái ngọt dạ. Dạ con bên kia rồi. Nói gì cái này? Nói ăn uống cho hết bia chạm tới bỏ mùi khó kiếm nhiều không nữa kìa. Nè có mấy ông kia bàn có mấy cậu. Dạ. Huy đã ngồi luôn mày. Dạ con ngồi rồi cậu, con ngồi bàn bên trong. Dạ. Dạ. Dạ con ngồi đây rồi. Đúng rồi.
Để không đi năm sau không mày sao hả? Vậy. Dạ. Tại năm tới nó không mời mày. Đã vậy á, mời nữa không đi chứ. Năm cái nó nói thôi, nữa không mời không đi, không mời. Ai rồi đó? Tại vậy á. Ủa cho nghe có cho mượn mời cho chị hai. Chị hai em phố á. Hả? Ở thì ảnh như với dùng xanh tại nó hả? Này tôm nhà nuôi nha. Vừa nhà trồng luôn á. Vừa nhà trồng á, cây nhà lá vừa ha. Ngon quá ha. Vừa thì trồng trên mé á. Này tôm khỏe hả mẹ? Khỏe. Khỏe được có 100 triệu à. Đó, là được có 100 triệu à. Đây là món gì mà? À, heo rừng nướng hả? À, sao món tôm mà mới heo rừng ha, rồi kế món lẩu nữa. Mà tới giờ này là no rồi đó, mới 2-3 món là no rồi. Ở dưới quê thì mình ăn thường là no, còn ở Sài Gòn đi đám tiệc là chỉ ăn lấy vị thôi. Nướng mà vậy đó hả? Vậy là chị vui xào. Này nó bằng gan hả? Dạ. Có đầu rất giàu xuống. Dạ. Rồi, đâu rồi,
Có đèn rồi coi chứ. Bà Chính đi có mình hả? Bà Chính không đi hả? Bà Chính không ở đây ha. Dạ. Này còn chính vô sao chút xíu còn chính sẽ nhập vào tiệc ở ngoài một cái bàn ở ngoài kia ngoài xanh. Mâm ở ngoài gốc cây này mát mẻ lý tưởng quá ha. Cậu ngồi đó cậu. Sáng có chạy xe không? Ở ngoài đây mát mẻ quá ha. Lăng nắng. Nãy thằng Khanh nó chặt ngay chứ nên là sao đâu. Thôi ngồi rồi. Lấy cái ghế luôn. Chặt ơi, nó chặt cái rồi mà nó chặt lắc nắng luôn giờ à. Cái nó che ra mày đó đâu có nắng đâu. Mấy mốt trời nó mình có xài ra. Cái này không có xài đâu, cái này cũi. Khanh nó từ đó người ta. Người ta chặt, người ta đi lên vậy, cho nên mà chặt lắm nắng luôn vậy. Đẹp lắm bọn. Còn bên nay nó không có bông, không có bông. Mày quay đây đi, qua cái cây xài cậu quay bông. Tắm đi đâu luôn ta, dặn vô phòng ngủ luôn kìa. Dạ con không uống. Để chút xíu con lái xe rồi. À nước ngọt dạ. Dạ rồi, cảm ơn cậu. Mấy ngày mới có được anh? Dạ ngày mai có. Chết. Dạ. Dạ cảm ơn cậu. Cậu năm mày. Dạ. Mày đừng giả nó. Ai uống vậy? Ai uống nước ngọt vậy? Ừ. Biết mà nàng biết nhau không? Dạ không biết. Cậu Năm Vân đã nên biết rồi. Cậu Năm Vân anh khác được. Dạ cậu Năm thì con biết. À, con Năm thứ hai. Dạ con Năm thì con không biết. Dạ chưa được không? Dạ biết không mà bé. Bé 40 năm ăn được. Dạ nó không? Hả? À đúng rồi anh Bảo. Hả? Bảo ở nhà đúng không? À. Anh đi lên coi. Anh đi lên. Vô. Nè, vô nè. Mở không ngồi luôn mà. Mở ngồi luôn. Mâm này chắc là cũng mâm cuối cùng rồi ha.
nhà mình về bà Tư, đám giỗ bà Tư ha, cô có má Năm, mẹ Năm Việt á. Rồi hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Rồi vậy hai ông giao lại cho mấy em, giờ này còn làm cực vậy. Dạ. Đám giỗ quá trời. Giáo trưởng phải làm phải không? Giáo trưởng phải có trách nhiệm phải không? Làm gương phải không? Lớn ta nghĩ được rồi hả cô ơi? Dù nói chứ trời mày dạy đi chừng nào tụi nó nói ừ được rồi nè. Dâu trưởng mày ra ngoài chứ mày cũng mẹ. Hồi cái gây lộn cái đổi thừa chị dâu em chồng hả? Đúng. Giờ ro dở chén giờ cũng hết buổi chiều luôn á. Khách còn đông. Dạ. Dâu rồi con gái rồi làm hết đó rồi. Phải đứa chén cũng được quay phim nữa lo vậy. Không phải mà cái gì mà chơi. Dạ. Rửa chén cũng được quay phim nữa. Trời nhảy vô rửa chén luôn. Vậy chắc cũng phải ra rửa chén. Dạ màn có được quay phim không hả? Quay phim chứ.